Nhiều anh em hỏi mình là làm cái nào để tìm ra được những cái dự án tiềm năng có GROW, thì đây là cái nền tảng mà mình đã sử dụng trong thời gian gần đây ha, NFD. Để sử dụng được cái nền tảng này á, thì đầu tiên anh em lên Twitter và follow cái dự án này, sau đó thì click vào cái link OpenSea của họ và bắt buộc anh em phải mua một cái NFT ở trên này ha. Giá của nó cộng với cả phí nữa thì khoảng tầm là hơn 50 đô, thì sau đó thì anh em sẽ được sử dụng cái dự án của họ. Thì nhân tiện luôn, những anh em nào đã đăng ký cái file hơn 100 dự án tiềm năng có hội AirDrop của mình á, thì cũng sẽ được mình chia sẻ những cái dự án tiềm năng ở trong cái nền tảng là NFD luôn ha. Vậy thì cái nền tảng NFD này có những cái gì? Đầu tiên là ở Hot Event này, họ sẽ lọc ra được những cái sự kiện hot nhất và khuyến nghị là mình nên tham gia vào đầu tiên ha. Ở đây có những cái bộ lọc về tất cả này, hay là những cái sự kiện về NFT, những sự kiện về AirDrop và những cái sự kiện về Testnet. Trong này có hướng dẫn rất là đầy đủ ha. Ví dụ mình bấm vào thằng này đi, thì sẽ có là thông tin của dự án này là gì nè, dự án này raise được bao nhiêu vốn nè, tiềm năng của nó như thế nào, sau đó thì làm ra sao ha. Ví dụ mình bấm vào đây, rất là chi tiết, họ hướng dẫn từng tí một luôn. Thì đó là cũng là cái cách mà mình lọc và hướng dẫn lại cho anh em ha. Tiếp theo ở phần design call, đây là nơi mà team NFD đã lọc ra được những cái dự án về NFT tiềm năng mà mình có thể lên đây là mint free này, hoặc là mua với cái giá rẻ và sau đó thì chờ đợi tăng giá và bán kiếm lời ha. Có hai bộ lọc đã đang hoạt động và đã kết thúc. Mình bấm phần đã kết thúc đi, mình cho anh em xem thử một cái dự án, ví dụ như nó có thông tin của dự án nè, rồi mình bấm vào link này, OpenSea ha. Lúc mà nền tảng này đưa cái dự án lên á là giá của nó là 0.0033 Ethereum. Thời điểm hiện tại mình làm video này thì giá sàn nó là 0.016 Ethereum, có nghĩa là ít khoảng tầm 3 lần đến 4 lần ha. Thì đây cũng là cái nơi mà mình sẽ chia sẻ cho những anh em đăng ký cái file 100 dự án tiềm năng AirDrop của mình. Rồi tiếp theo là phần NFT nè, nó sẽ lọc ra bao gồm có lọc ra những dự án NFT hiện tại nè, những dự án mới nè, điền form nè, hoặc đăng ký whitelist. Tiếp tục là mục AirDrop thì cũng sẽ chia sẻ được những cái dự án tiềm năng có AirDrop ở đây và bao gồm hướng dẫn rất là đầy đủ ha. Drop, Return Drop, AirDrop, thì ba cái này họ lọc ra mình chưa hiểu như thế nào lắm. Và cuối cùng là một testnet. Thì như anh em cũng đã biết, trước đó mình có đăng ký cái nền tảng là EarnDrop với phí hơn một năm là khoảng 216 đô như anh em thấy ở đây. Thì trên này cũng có chia sẻ những cái dự án tiềm năng được lọc theo hệ sinh thái. Và hiện tại mình đăng ký thêm cái nền tảng này nữa, thì tất cả những cái thông tin trong này đều được mình chia sẻ cho những anh em đăng ký vào trong nhóm AirDrop của mình ha. Thông tin mình để ở đường link bên dưới mô tả video. Ngoài ra còn rất nhiều những cái tính năng ở dưới đây mà có thể là trong một cái video khác mình sẽ review tổng quan chi tiết hơn, đầy đủ hơn cho anh em xem hiểu hơn về cái nền tảng AirDrop này ha. Nếu anh em có điều kiện thì có thể mua cái NFT của dự án và trải nghiệm sớm cái nền tảng này. Còn nếu anh em chưa có điều kiện thì có thể đăng ký luôn cái file hơn 100 dự án tiềm năng AirDrop. Và nếu có thời gian rảnh thì mình sẽ quay video chia sẻ hướng dẫn những cái dự án ở trên này. Nhưng mà chắc chắn là nó sẽ không nhanh bằng khi mà anh em đăng ký sở hữu cái file đó luôn ha. Ok, cảm ơn em và nhớ follow mình để mà cùng tạo ra lợi nhuận thay đổi cuộc sống với thị trường crypto.